sự hy sinh thầm lặng, đóng góp của những chiến sĩ công an, quân đội, góp một phần làm nên mùa xuân thật tươi đẹp và đầy ý nghĩa ở Hậu Giang. Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước. Những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi ở Hậu Giang mang trong mình biết bao hoài bão và khát vọng lớn. Phóng sự ngay sau đây là trải lòng của chàng trai sinh ra và lớn lên ở huyện Phụng Hiệp. Chuyến trải nghiệm ý nghĩa dịp Tết này là hành trang để em tiếp tục ra sức học hành, đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Là một trong những huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Hậu Giang, Lương Ngọc Hoàng được ví như một lá phổi xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Người dân đổi mới tư duy sản xuất, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tôi là Trương Quốc Huy, hiện là sinh viên năm 2 ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại trường Đại học Cần Thơ. Mời quý khán giả đến với Phụng Hiệp quê tôi để khám phá những điều thú vị và khác biệt. Theo ông bà tôi kể lại, ngã bảy Phụng Hiệp xưa là một vùng đất hoang vu, đầy đưng, sậy. Theo dòng thời gian, quá trình đô thị hóa, những cánh đồng đưng, sậy, thưa dần. Từ vùng đất hoang vu năm nào, nay đã đổi thịt thay da, trở thành một miền đất trù phú. Dạ chào anh. Chào em. Em biết đến anh cũng như là hợp tác xã của mình là chuyên về mảng cầu. Thì hôm nay em muốn đến đây để tìm hiểu cũng như là cái quy trình, cũng như là chuỗi cung ứng mảng cầu mình ra thị trường như thế nào thì mong anh giúp đỡ. Hiện tại bây giờ thì bên anh là 59 thành viên, diện tích là 59 hectare, sản xuất theo tiêu chuẩn của GlobalGAP hết, nhưng mà đạt chuẩn GlobalGAP thì có 32,2 hectare. Mảng cầu được sản xuất theo cái quy trình là GlobalGAP thì mình chăm sóc cũng như bảo quản nó có khó khăn gì không anh? Cái bảo quản á, còn cái chăm sóc thì dễ, có nghĩa là cái quy trình bảo quản của trái mảng cầu thì trái mảng cầu nó chữ không được lâu. Vì nó tầm chừng 2-3 ngày thôi là cái da nó sẽ bị hư rồi. Hợp tác xã hướng tới là chỉ có chế biến thôi, bởi vì chế biến mình mới đi được thị trường xa hơn nữa, sâu hơn nữa. Trong cái mâm ngũ quả thì em cũng biết là cầu đủ xài thì lúc nào cũng có trái mảng cầu đúng không? Dạ. Yeah. Thì đây là bên anh làm đánh thị trường Tết thôi. Tức là mình sẽ đón đầu xu thế để mình phát triển cái trái mảng cầu vàng, đánh dấu sự đổi mới trong cái việc phương thức trồng trọt. Tỉnh Hậu Giang hiện có hơn 700 hectare trồng mảng cầu sim, trong đó huyện Phụng Hiệp chiếm hơn một nửa. Cách đây hơn 3 năm, chị Nguyễn Thị Hồng Đoan ở thị trấn Kiên Dương mạnh dạn khởi nghiệp trên chính sách sản phẩm mảng cầu sim. Việc kinh doanh mua bán đã ổn định, chị giao lại cho gia đình và hỗ trợ ba mẹ bán hàng qua mạng xã hội. Cái làm trà mảng cầu sim Hồng Đoan đó thì nó chảy qua 4 cái bước. Cái bước đầu tiên là bước chọn trái, tiễn trái. Cái bước thứ hai là bước mình sắc, rồi phơi. Bước thứ ba là mình sấy trà. Rồi bước thứ tư là bước đóng gói. Nếu mà mảng cầu chuẩn là 10 kg là còn lại 1 kg trà sau khi đóng gói. Tạo ăn việc làm cũng như là lợi phơi rồi sắt, rồi kể cả làm bao bì, đóng gói thì cũng tiếp do gia đình. Phụng Hiệp quê tôi mỗi ngày một đổi thay, những ngôi nhà tường mọc lên san sát thay thế các ngôi nhà sập xệ trước đây. Cây khóm MD2 đang dần chứng minh là loại cây trồng giúp cho nông dân cải thiện kinh tế. Bà con ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì khi nhắc đến khóm á, thì họ chỉ có thể nhớ đến khóm Cầu Đúc hay là khóm Tắc Cậu ở vùng Kiên Giang. Thì so với hai loại khóm trên thì khóm MD2 có gì khác biệt? Cây khóm MD2 là vỏ mỏng, nước nhiều, có cái độ giòn và màu vàng nó tươi. Khóm này thì chế biến để xuất khẩu, số còn lại thì các anh đã ép lấy nước. Trái mà nhỏ nữa thì các anh sẽ sấy và ép dẻo. Thì hiện nay thì họ đang kháng khởi về là cây khối MD2. Thành thử ra có những cái diện tích mà trồng mía nó kém hiệu quả thì bà con đã chuyển đổi trồng khóm 120 hectare. Là huyện Thuận Nông, nhưng những năm gần đây, du lịch ở Phụng Hiệp đã có những bước tiến vượt bậc. Khi đến vùng đất này, du khách không thể bỏ qua nơi được ví như là lá phổi xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long, khu bảo tồn thiên nhiên Lương Ngọc Hoàng. Thì chú có thể giải thích thêm cho con về cái tên ở đâu mà có được cái tên Lương Ngọc Hoàng này? Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào đây bắt số Kiệt trước giải phóng cũng có đi chiến đấu ở vùng này. Cái lung trời xanh rất rộng lớn, mỗi lần vô là phải mấy ngày mới ra khỏi cái lung này. Bắt số Kiệt nói là nếu mà lung trời xanh thì nói kêu cái tên như vậy là không hay. Thì góp ý cái các nhà quản lý nghiên cứu đặt cái tên nào cho nó hay hay. Ông trời cũng là Ngọc Hoàng, thành ra là cái vùng này trũng thấp nước ngập quanh năm thì nó là lung Ngọc Hoàng. Vùng này là cái vùng quan quá rất rộng lớn. Cái đường lung á, là mấy cây số là nó chạy xuống Sóc Trăng rồi chạy ngược xuống sông Cái Lớn Cái Bé dưới đó, là mấy chục ngàn hecta lận. Rừng ở đây rất quan sơ, dân ở đây rất thưa thớt. Dùng rốn cá, cái vùng đồng bằng này, rùa rắn và các loại cá nước ngọt ở đây rất phát triển. Mùa xuân tuổi 20 của tôi thật ý nghĩa. Chuyến đi trải nghiệm giúp tôi cảm nhận rõ hơn về sự phát triển của quê hương Phụng Hiệp. Đáng mừng nhất là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Với lợi thế là sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, trong tương lai tôi sẽ có điều kiện giúp nhà nông hạn chế chi phí vận chuyển hàng hóa, tăng thêm lợi nhuận, góp phần đưa sản phẩm vươn xa, nâng tầm vị thế nông sản Việt trên thế giới.